Dạ em Hoa Lan Thanh Mai xin mến chào tất cả các bác yêu mến Hoa Lan trên toàn quốc ạ. Thì hôm nay Thanh Mai có trâu rừng Buôn Đôn này, kiều vàng này, cookie này, có duy nhất một chậu tím yên tử các bác này, đẹp quá. Thanh Mai lên cái dáng hương tam bảo sắc các bác về ngắm hoa trước nha, đẹp lắm. Đây cả nhà mình nhé. Các bác mua hoa lan liên hệ trực tiếp theo số điện thoại là 0372094157. Bên em ship toàn quốc và ship nhanh các bác như mình nhá. Cái dáng hương tam bảo sắc này cây nó cao lắm đây này các bác này. Và nó là dòng cái lá xếp các bác nhá. Nó là dòng lá xếp đấy ạ. Đấy đẹp lắm. Đây các bác về chuẩn bị ngắm hoa. Các bác thấy cái bông hoa của nhà em nó dày không? Bông dáng hương hoa nó dày. Cái này là hoa vàng các bác nhá. Đây này. Nó dày không? Đấy lá xếp rất là đẹp này các bác này. Chỗ này 4 ngọn này. Đây các bác thấy thân dừa không? Cao kinh khủng luôn ý. Thân này mà các bác cái con nhé, bởi vì nhà em bỏ không không trăm ấy, cái con vào đây này xong các bác dưỡng này, dòng tam bảo rất là dễ ra hoa, dễ nuôi thôi, thì sẽ được những cây rất là to. Đây nó cũng để con đây này, cái này nó để tự nhiên đấy, mình không trăm đấy, các bác mà vẩy lên đấy. Chậu này 250 ạ, 250. Chậu các bác lên giúp em là gấu 1 nhá, gấu 1 250. Rồi Thanh Mai lên gấu 2, cái này dễ luôn, lỏng nguồng quá, Thanh Mai để đứng đất, Thanh Mai phải buộc nó vào. Gấu 2 này các bác này, nụ này. Đấy. Nụ rồi các bác này. Đấy đẹp không? Thêm một cái nữa. Đây. Này nó bị tật từ lúc bé cho nên là nó bị ngắn. Đấy. Chậu số 2 đẹp cực kỳ luôn. Chậu số 2 Thanh Mai cũng lên là 250 nhá, 250. Em có 3 chậu. Rồi chậu số 3 các bác này. Chậu số 3 nụ này. Đấy. Cái này thì chậu số 3 thì được 3 cái nụ các bác nhá, 3 cái nụ. Đó, đẹp lắm. Cây lá xếp rất là đẹp. Chậu số 3 Thanh Mai để các bác là 220. 220 nhé, vì lá nó hơi lỗi thì đầy đẹp quá các bác này. Chậu số 3 là 220, đẹp quá. Rồi em lên con chậu Buôn Đôn to này này bác này. To lắm. Chậu Buôn Đôn to này em để các bác giá thanh lý nhá. Cây siêu to khiếp khủng bố. Chậu này siêu khủng luôn. Chậu này em để các bác nhà mình giá là 420 chậu trâu to này thôi nhá. 420 ạ. Đấy, khủng lồ. Nguyên bộ rễ Thanh Mai chưa động đến gì đâu, tẹo lại treo lên. 420. Rồi Thanh Mai lên cái chậu tím yên tử các bác nhá. Cái này là cái phi điệp tím yên tử. Nó là cái dòng hoa lan mà Thanh Mai đánh giá là nó đẹp nhất luôn ý. Hoa của nó tím lịm luôn. Không biết còn bông nào không, em để gắn lên cho các bác nhà mình xem nhé. Hoa tím nịm đẹp quá này các bác này. Đây các bác nhìn thân lá này. Đấy, tím yên tử nhà Thanh Mai bán cái gì là chuẩn cái đấy các bác nhé. Bán cái nào là chuẩn cái đấy ạ. Cái này là nó chưa ra hoa thôi. Năm nay thì chắc ít hoa, như chậu này sang năm thì sẽ rất là nhiều hoa này. Năm nay sẽ ít. Năm nay thân hoa ngắn lắm. Đây sẽ ra hoa. Đẹp quá các bác này. Lá của nó tím tím ấy các bác nhé. Tím yên tử chậu to này em để các bác giá là tím yên tử chậu to này Thanh Mai để các bác giá là 550 nhá, 550k. Chậu này về mà các bác để ra thì không biết là được bao nhiêu chậu. Để thanh lý đấy ạ, thanh lý đấy các bác nhìn mình nhá. Năm ngoái em đã bán 800 rồi. Rồi em lên, à đây còn một em trâu Buôn Đôn nữa này, trâu rừng này. Em này để các bác là 200 nhá. Sải ngang của nó phải được 60, phải được 70 ạ, hai bên. Rồi còn một chậu coki. Đây nó đang nụ các bác nhá, mỗi cây là Thanh Mai thấy một nụ. Nụ của nó nhỏ nhỏ như thế này thôi các bác ơi. Đấy nuôi lâu rồi các bác ạ, đẹp lắm, cây thuần các bác nhìn này. Đấy chậu này Thanh Mai để giá yêu thương 650k, Corat coki. Cái dòng này hoa siêu thơm và hoa rất là to. Các bác nhá. Hoa to. Rồi cái hoàng tam bảo này, hoàng tam bảo này hoa em để trên bài bị ủi lá này. Lá nó mở này. Cái này không phải lỗi đâu các bác nhé, thân của nó tía lại đấy. Chậu này thì được 5 ngọn cơ các bác nhá. Đây. Chậu này 5 ngọn Thanh Mai để các bác là 900. Đấy chậu hoàng tam bảo to này giá là 900, siêu đẹp luôn. Rồi chậu chậu nhỏ này thì Thanh Mai để là 450. Không phải là nhỏ mà là lá nó bị lỗi cái kìa. 450. Cây của nó cao hơn cây kia. 450, hoàng tam bảo số 2. Rồi hoàng tam bảo số 3. Số 3 Thanh Mai lên là 500 nhá, đẹp lắm đây ạ. Số 3 em lên là 500, siêu đẹp.
Đó, hoàng tam hảo các bác nhá, 500. Rồi Thanh Mai lên cái chậu kiều vàng. Kiều vàng này. Chậu kiều vàng này Thanh Mai thanh lý là 290. Thanh lý 290 các bác nhá. Đấy, đẹp cực kỳ luôn. Rồi chậu kiều vàng này em để là 320, mũm mĩm luôn các bác này. Toàn mắt nụ này. 320 các bác nhá, đẹp quá các bác này. Toàn bộ là thân hoa. Thân to mũm mĩm này. Chậu này 320 các bác mình nhá. Đấy, các bác mua hoa lan liên hệ trực tiếp theo số điện thoại là 0372 094 157. Em xin kính chào và hẹn gặp lại ạ.